Vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri, Hội Hỗ trợ Bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức khám tầm soát bệnh tim miễn phí cho người dân trên địa bàn huyện. Tại chương trình có hơn 300 lượt trẻ em và người lớn đến tham gia khám bệnh. Đây là những bà con có bệnh tim bẩm sinh, bệnh gian tim, bệnh mạch vành hoặc có những dấu hiệu bệnh tim mạch. Các y bác sĩ vừa tiến hành khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, vừa khám tư vấn bệnh tim cho người lớn. Qua khám tầm soát, đoàn ghi nhận có 2 trường hợp cần chỉ định phẫu thuật. 2 trường hợp này sẽ được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo huyện và Bệnh viện Chợ Rẫy hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để phẫu thuật. Đối với các trường hợp khác, bà con được phát thuốc điều trị miễn phí. Được biết, tổng kinh phí của đợt khám bệnh lần này là 60 triệu đồng do Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ.